Em à, ghi hình bắt đầu. Thôi được rồi, ok. Cảm ơn. Hôm nay buổi đầu tiên thì mình cũng muốn là mọi người giới thiệu qua với nhau ấy. Thì có một cái trò thực ra là thì để mọi người nắm được thì mình sẽ ví dụ luôn. Ví dụ như là mình tên là Liên chẳng hạn. Thì mình sẽ đặt tên làm sao để sẽ có ba từ Liên LL gì đấy. Liên LL. Thì tên của mình sẽ không phải do mình đặt mà sẽ do nhiều người đặt cho. Mọi người chủ động nhá. Và thứ hai là mọi người cố gắng nhớ để cả trong buổi họp hôm nay mình sẽ chúng ta sẽ gọi nhau bằng cái tên đấy chứ không gọi bằng tên không nhá. Đấy, không có nhớ rồi. Có ai không hiểu không ạ? Có ai không hiểu không ạ? Ví dụ bây giờ mình đặt cho Liên là Liên lăn lộn như thế. Liên líu lo. Chỉ muốn là mọi người đặt tên nó càng không tử tế càng tốt. Bởi vì nếu như bạn đặt tên tử tế cho người khác thì cho nên là em thì em sẽ là người chốt cuối cùng để cho mọi người ta hộp và chặt chém nhá. Liên lẳng lơ. Bây giờ bắt đầu từ đồng chí đâu. Anh ơi, à chị ơi, bình tĩnh, bắt đầu ghi hình. Thôi đừng ghi hình chị. Thôi ghi thì cứ ghi, phải để cho tự nhiên tao nói mất rồi. Tôi làm trang nick Facebook là Minh Trang. Thế thôi đúng không? Còn bây năm giờ sinh là mọi người ạ? Năm sinh chẳng may gọi là em thế nào? À, mình sinh năm 82. Em còn tốt. Chị ơi, em 81. Mọi người đặt tên đi. Ok, ví dụ là Trang ạ, thì mọi người nghĩ tên gì đó Trang ạ? Đang trầm trọng. Trang trầm trọng. Được, kiểm nhau, diệt luôn. Trang trầm trọng. Rồi, diệt. Anh không ngồi đi, mình đi phải ngồi đi. Em 87. Nói thế là Nhiều hàng nhé. Đây là đăng Facebook của em là Nghiêm Hải Đăng. Em sinh năm 90. Đăng là... Đăng Hoàng Đảnh. Anh yếu là gì nhỉ? Hiện tại nick Facebook đang khóa. Thoải mái đi, không vấn đề đâu. Chị ơi, chị Hạnh Hà nhá. Chị Thô Thiển. Thô Thiển. Em thì chào ở nhà, em là Phương, tên nick là Thu Phương. Sinh năm 86. Phương Ủa sao chị trẻ quá? Trẻ quá. Nhìn chị như 83 như kiểu 83. 87 8 à. Mọi người nghĩ tên cho chị nào. Chào mọi người, mình tên là Nam, sinh năm 83. Chú thành viên. Nam à. Tên là Hồng, giới thiệu Hồng nghe cho tên này. Nam nào mà. Hồng hoa hậu đi. Chị thích cái người đấy đấy. Hồng hoa hậu hàng. Cuối cùng tên anh là gì? Anh không biết, tùy mọi người được. Hả? Non nớt. Non nớt bình thường quá. Non nớt bình thường quá. Em nghĩ Hồng nầm nớt hơn không ạ? Ủa? Bé lắm. Đặt luôn tên cho mình. Anh gì à? Anh ếch. Chưa. Anh vật A hay không? Nào? Mình tên là Hằng, sinh năm 85. Nick Facebook là Thu Hằng Ngô. Thu Hằng Ngô. Không nhỉ, nó sợ. Được cái làm sao mà ấy khó lắm. Nhưng mà Apple không nghe không hay ạ. Hay. Amon thì là vần A với vần O, không phải là vần A. Thôi, chị ơi, anh mỏi cơ mồm. Mình tên là Dung, mình sinh năm 85. Nick Facebook là Nguyễn Dung. Một bài đời 85 một gặp nhau. Mọi người đặt tên. Rất dẻo, rất dẻo. Em đã trở thành người nổi tiếng. Anh Nam. Hello. Chào mọi người ạ, em tên là Duyên, em thêm 89 ạ. Nick Facebook là Vũ Duyên ạ. Không giấu. Duyên dấm dớ. Không thường lắm. Anh Nam ơi. Anh Nam ý. Chơi hát ạ. Hỏi tế nhị thế ạ. Facebook của em là Trâm Nguyễn ạ. Châm chọc. Không bình thường. Năm 1954, trọng đơn giản quá. Facebook ở Vô Danh. Lanh long lánh đi. Đơn giản quá.
xin chào tất cả các anh chị, tất cả các em. Chị khoác chưa xong mà đừng dậy rồi. Chào anh chị, tất cả các bạn, mình tên là Lợi, sinh năm 87, công tác tại công ty xây dựng. Thì hôm nay cũng rất là vui được gặp tất cả mọi người. Thì rất là đam mê nghệ thuật và có đem cây sáo trúc. Thì tí nữa xin gửi tới tất cả các anh. Hoàng. À không, kêu Thảo. Thảo. Không phải Hoàng. Thờ vân vân gì nhỉ? Thật tha, Thảo thật tha. Thậm thụt. Thảo thậm thụt. Thậm thịt. Ừ, tí to được. Từng tí to. Không, thôi thì có rồi. Chào cả nhà, mình tên là Thảo, sinh năm 82, nick Facebook là Lệ Sĩ Giản Đơn. Được, em lấy chị rất giản đơn. Vâng. Pha thật thà. Không. Tên đấy không được việc. Tên của Pha đấy với Long Đạt. Pha Long Tư. Mọi người hết tên rồi. Em chào cả nhà, em ngoài. Sinh năm 90, nick Facebook là Thanh Nhàn. Nhàn gì? Nhân nhở được. Mình tên là Bình, sinh năm 86. Nick Facebook. Bình. Ra Bình là bậy bạ rồi, mình bậy bạ được. Chào cả nhà, mình là Kỷ, mình sinh năm 79. Nick Facebook là Văn Kỷ. Khó đây. À, nó mỉ cả tay bút trong vùng rồi. Em biết cong cớn cái ca cho anh. Kiểu tin thì cứ phải lô. Anh Kỳ là Kỳ cong cớn nhá. Không sao nhưng mà đọc lên thì nó trong giấy là ca hết rồi, không phải lo cả. Rồi. Xin chào mọi người, mình tên là Phương. Nick Facebook là Phương Jolie và mình sinh năm 87. Mình là Hùng, mình sinh năm 88. Facebook là gì? Facebook đánh thức tâm hồn. Hùng đánh guitar rất là giỏi, cho nên tí nữa ai muốn hát thì bảo Hùng nhá. Ê Huệ, đặt tên mấy tên rồi. Thế là mất chữ Huệ. Thở hàng nữa. Không, thở hàng có rồi, còn thở hàng nữa cơ, chưa có. Người dậy đi. Em còn Huệ nữa, chứ đầu đấy này. À, bí là giết. Chào mọi người, mình tên là Huệ, mình xem 83. Nick Facebook của mình là Phạm Minh Huệ. Mình rất vui khi mọi người đặt tên mình là Huệ hở hàng. Huệ hàng. Chào cả nhà, mình tên là Minh, sinh năm 86, nick Facebook là Minh Trần. Đề nghị là mọi người đặt cho cái tên tử tế chút. Minh màu mỡ chẳng hạn. Mỡ màng. Bình thường. Tên đấy bình thường. Ngon men. Đây được có quà hậu tại cho Jenny nhá. Mình màng. Chào mọi người, em tên là Huệ. Em sinh năm 90. Còn cái Huệ hứa hà này kìa. Nick Face của em là Phạm Như Huệ. Phạm Như Huệ à? Đúng rồi, cũng được ạ. Không, không cười à, được cái này mà được. Huệ ham hố. Ham hố. Ham hố được. Huệ ham hố cũng được. Ham hố vẫn không được. Chào cả nhà, em là Trang ạ. Em sinh năm 93. Facebook của em là Trang Video. Trang, cứ nghe thì ông nhảy đúng không? Trang. Trang gia đình. Trang Trang thấy hát mà chị. Cũng được, bảo là cứ phát âm giống nhau là được. Ngồi giống anh Kỷ cơ. Trang chập Trang. Em cứ ghi ở tên rồi cho anh, ai biết đâu. May quá, mình nói trước. Nhưng mà đừng lộ tờ giấy ra ngoài, không người ta bảo là ôi toàn kiến lũ biết sai chính tả. Kệ nó, mình bắp đích trong nó mình thôi chứ. Em là gì, chúng ta cứ để nó trong thứ một kép thì nó Facebook. Facebook là Mondio ạ. Dương. Dê đây. Thôi Dương ạ. Dương là dê đây đấy. Dương dê. Dương nhiều lắm. Dê gì?
Lúc nãy là có gì rồi nhỉ? Chưa có. Dâm dục. Chưa có. Đấy là dâm dê với cả một cái là dâm dê với cả một cái là dâm giật. Dâm giật. Cái nốt thì nốt dâm dục đi cho đúng. Đúng rồi. Chưa tối chưa kiên nắng hồn. Mày cũng ngủ đến mát. Mọi người tập trung, tập trung. Mọi người chém nhẹ tay nhá, mình đây là Liên 83. Đấy mọi người cứ đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Anh em xử, anh em tập trung xử. Xử đi. Mọi người xử đi. Ba ba người đấy. Liên lật lọng. Lật lọng lá. Mọi người xem được không? Không nghĩ tên hay hơn. Được, 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 được. Đá lùng à? Mọi chốt cho đã. Chốt, chốt, chốt. Trong đây có ai mà la liếm lòng lợi rồi la liếm Thảo thật thà không phải là thật thà đâu. Cái Thảo gì á? Quên mất rồi. Không thủ hai Thảo thiếu ở hang này, đăng đồng đành này, Thủy Thô Thiển này, Phương Phè Phỡn, Hồng Hâm Hấp, Nam Nòng Nọc, anh Ếch, Hằng Hóng Hớt, Dung Giật Giật này, Dâm Giật, Dâm Giật, Duyên Dâm Dê, đấy người đấy tên đẹp nhất, đấy, tên đẹp nhất, Lạnh Lươn Lẹo này, Trâm Chính Choác này, đọc này không nhớ đâu huyết lòng ạ, của ai đấy nhớ chứ, đọc này, thâm tụt, có cái đọc luôn đấy, Tùng Ti To này, Lợi Thảo Thum Thùm, Sơn Sung Sức này, Toa Thẫn Thờ, Bình Bậy Bạ này, Nhàn Nhăn Nhở, còn thêm một đồng chồng gì nữa đặt nó đi, Kỷ Cong Cớn này, Phương Phọt Phẹt này, Hùng Hư Hỏng, Huệ Hôi Hám, Minh Mèo Mả, Huệ Hở Hàng, Trang Chập Trang, Dương Dâm Dục Dục, Hưng Hùng Hùng Phọt Phẹt, cảm ơn mọi người. Nghĩ nghĩa nhỉ. Chị đây. Anh cứ cứ trốn đằng sau ấy nhỉ. Đi ra đây nào. Bọc vai nhỉ. Đứng kiểu gì đấy. Từ từ bỏ mũi ra. Sao anh nhầm đứng đằng sau ấy. Bọc vai nhỉ, bọc vai nhỉ. Tôi chị trả bọc vai nhỉ. Là mấy hai. Bọc vai nhỉ. Hiểu điều gì. Một anh máy nào mày chứng. Một hai. Các em quay. Rồi. Máy của anh ơi. Máy chứng. Rồi, ok. Mày em quay mà. Bạn ơi, thỏa mãn cái gì bạn nói cụ thể đó mà. Anh tưởng là em cảm thấy em rất cao to. Em đứng ở ngoài em nhìn thấy họ, em đọc được sự thỏa mãn trong mắt họ. Kiểu như trong đôi mắt anh hay là tất cả ấy. Đôi như này nhá. Đấy. Hai anh này của đôi có một chút không có thể có một chút cao to. Em cảm thấy như thế rồi. Vấn đề bây giờ nó hiện tại mà. À, hiện tại.